Mẹ đi chợ đấy con yêu ạ. Mẹ đi chợ á? Mẹ đi chợ thì mẹ nhớ mua chè cho con mẹ nhá. Ok baby. Yêu mẹ nhất. Rồi ôi, bé chị nhiều bim bim thế. Bài kiểm tra toán của con được 10 điểm nên mẹ con thưởng cho con đấy ạ. Mà sao lúc con có bài kiểm tra không thấy thằng Tôm nó khoe gì nhở? Bạn Tôm được 0 điểm nên không dám khoe với cô là đúng rồi ạ. Ôi rồi, nó được 0 điểm á? Nó làm cái gì mà được 0 điểm? Chắc là mấy cái chuyện đánh nhau, ngủ trong lớp với cả vẽ bậy, không dám khoe với cô đâu cô nhỉ. Tôm ơi là Tôm, con ơi là con. Ơ mẹ, chè của con đâu mẹ? Chè đây. Này Tôm. Dạ. Hôm nay bố đi công tác, mày phải nhà trông mẹ mày cho bố đấy. Ok bố. À bố về. Thế ở nhà mấy hôm nay có cái gì lạ không? Có bố ạ, ngày nào cũng có một người con trai sang ngủ cùng mẹ đấy. Thế thằng đấy là thằng nào? À, tự nhiên con lại quên mất rồi bố ạ. Đây, nhớ chưa? À, vẫn chưa nhớ lắm. Đây. Dạ, con nhớ rồi ạ, người ấy cũng ở trong xóm mình luôn. Trông thằng đấy như thế nào? Dạ, trắng trẻo, bụ bẫm, trẻ trung lắm bố ạ. À, thôi được rồi, tao sẽ cho ra ngô ra khoai. Bà kia, ôi giời ơi, bao nhiêu năm tôi vất vả hy sinh lo cho cái gia đình này mà bà chê tôi đen, tôi già, tôi xấu. Ôi bà ngoại tình, bà cặp bồ à? Cặp bồ nào, ngoại tình nào? Thằng Tôm, mày nói đi cho mẹ mày hết cãi. Ờ, dạ, thì người ấy cao 80 cm, nặng 12 cân, có 2 răng cửa và đang tập bú bình ạ. Thế là? Dạ, thì là thằng cu con nhà chú đấy, nó đi chơi mà. Hé. Thằng kia, mày lừa tao ở giả tao tiền đây. Ui giời ơi. Không. Bố mẹ ơi, bố hay mẹ là người đẻ ra con thế ạ? Thì cả hai đều góp công góp sức vào. Xong rồi. Ông này, con nó còn bé, bố con uống nước xong rồi đẻ ra con đấy. Thế con chui ra đường nào mẹ? Đường vai ấy. Đấy, trên vai bố con có vết sẹo lớn này này. Hóa ra là đẻ đường vai. Uầy. Cái gì đấy? Này, cái vị trí sinh đẻ của chú nhìn lạ thế. Mày con cái nhà ai mà ăn nói mất dạy thế à? Ờ, cháu nói thật mà. Nhìn nó cứ loằng ngoằng, xong rồi đen xì xì. Mày. Thằng Tôm bị mộng du rồi ông ơi. Thôi cứ ngồi xuống xem nó làm gì nhá. Nó làm sao mà cứ giật giật như bị động kinh ý. Chào bố mẹ ạ. Tôm ơi, hôm qua con bị mộng du đấy, con có nhớ gì không? Bị mộng du á? Con chả nhớ gì cả. Ờ, nhưng mà con nhớ là con có nằm mơ bố mẹ ạ. Thế con mơ thấy cái gì? Con nằm mơ nhá, là con được đi thi đấu giải bóng chày, mỗi tội vụt toan hụt nên thua. May mà con mình nó chơi thể thao kém đấy, nó mà chơi giỏi thì vợ chồng mình đăng xuất. Bố. Cái gì đây? Nhà mình thì ai là chốt hả bố? Tất nhiên là bố, mẹ rồi còn ai. Điêu, hàng xóm ở đây người ta toàn đồn là bố sợ vợ, dâu quặc. Vớ vẩn. Đã thế nhá, mày trông mắt lên mà nhìn bố đây này. Bà kia, việc của bà ở nhà là nấu cơm, quét nhà, rửa bát, giặt quần áo. Bà nghe chưa? Dạ vâng ạ. Từ nay trở đi nhá, chồng nói phải nghe, đe phải sợ.
chỉ đạo là không được cái. Nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Ở trong cái nhà này trồng là nóc, là nền, là khung cửa, là nhà vệ sinh, là everything ạ. Đúng rồi. Này, bố con đúng là đỉnh cao đấy. Giờ thì con đã tin rồi ạ. Mình à, cảm ơn mình nha. Vừa giữ thể diện cho tôi trước mặt con. Đây. Biếu mình hai cổ nhé. Ông liệu cái phần hồn đấy. Đây. Của con yêu của mẹ. Con xin ạ, à, mẹ con là mãi đỉnh, mãi đỉnh. Chú mèo. Đi, đi, đi. Không, không đi. Thế nhưng mà ấy, cháu có việc làm kiếm tiền nhanh hơn chú chạy xe ôm luôn. Chú làm không? Làm gì? Thì bây giờ nhá, chú giả làm thầy giáo chủ nhiệm của cháu, đến gặp bố mẹ cháu là xong. Thế đến đấy tao phải nói như nào? Dài ạ, thì đương nhiên ý, là chú phải khen cháu hết lời để bố mẹ cháu yên tâm về cháu, chú hiểu không? Nhưng mà mày phải trả công tao cao cao đấy. Đơn giản luôn. Mẹ ơi, con đã đưa thầy giáo chủ nhiệm của con đến gặp mẹ rồi đấy ạ. Nice. Là anh đấy sao? Là em à? Chú à. Chú với mẹ cháu quen nhau à? Mẹ mày là người yêu cũ của chú đấy. Người ấy ơi, cho em hỏi nhỏ, con nhà em học hành thế nào hả anh? Con em mà thì con nhà mình là rất là bố láo nhá. Học thì rốt lại còn hay trốn học. Dạy lại đi, không được học người đấy. Ok, sao lại thế? Đại bảo ngày xưa em không lấy anh, đã thế cho gia đình lục đục cho vui. Ôi ôi bố ơi, có chuyện nguy cấp rồi bố ơi. Có chuyện gì thế? Trời ơi, bố chạy ra đầu làng ngay đi. Chuyện gì? Khổ quá, thì là bố vợ của anh rể của bố bị ngã xe nằm sóng xoài ngoài đấy đây. Trời, mày cứ vơ va vơ vẩn, liên quan gì đến tao? Chỉ được cái ống hớt là tài. Bố có chắc là không liên quan không? Thì tao hỏi mày nhá, bố vợ của anh rể thì họ hàng gì? Được rồi, bố không đi nhá, thì để con gọi con gái của bố vợ của bố nhá. Đúng là việc nhà thì nhắc, việc chú bác thì riêng. Mà có cái gì đấy sai sai nhỉ? Ôi trời ơi bố ơi, đến xưa cái thằng Tôm kia đã nguy cấp mày lại còn chơi chữ à? Đợt này về mày như đòn với bố mày đây. Ông giỏi, ông ăn tôi trước đi. Ông ăn tôi trước đi. Thách ông đấy, tôi thách ông đấy, ông nhảy vào đi. Tôi sợ gì mà tôi không dám. Bố ơi, đi về nhà đi. Mày để tao. Thôi. Mày mà không can tao nhá, tao nốc cho lão ấy mấy cái vào mặt rồi đấy. Bố đừng có mà to mồm nhá. Nhìn lão ấy to thế kia, bố không ăn được đâu. Thế mày để tao chịu nhục như thế à? Nhục là nhục thế nào được. Con của lão ấy nhá, là học cùng trường với con. Bây giờ bố không ăn được thì để con xử lý con lão ấy. Con sẽ lấy lại danh dự cho dòng họ Nguyễn. Đứng lại, bố mày đánh bố tao, cho nên hôm nay tao sẽ trả thù cho bố tao. Tao sẽ cho mày biết đây. Thế mày có đánh được nó không con? Ủa bố. Chắc chứ. Chắc bố. Ừ, thôi thế được. Bố ơi bố, trưởng thành là gì hả bố? Trưởng thành ấy là khi con người ta trải qua đủ mọi vấp ngã và đứng dậy được con ạ. À, hóa ra là như thế. Cục cưng của mẹ, cục vàng, cục bạc của mẹ. Làm sao lại ngã xây xớt thế này hả con? Thôi, đi về nhà rửa, nhanh. Không về đâu. Mẹ ơi,
Con bảo nhá, hôm trước nhá, con tỏ tình với bạn Trinh học lớp bên ý, nhưng bị bạn từ chối. Bạn bảo là chỉ thích những người trưởng thành thôi. Nên là mẹ cứ để yên cho con tập làm người trưởng thành mẹ. Thôi con ơi, đi đứng còn không vững ngã rúi rụi như thế này thì người trưởng thành cái gì? Mẹ chả biết gì cả. Bố con dạy là nhá, càng vấp ngã nhiều thì càng trưởng thành. Nên là mẹ cứ để yên cho con tập làm người trưởng thành. Thôi con ơi, tư duy này ấy thì về quê chăn bò lấy lợn. Con chào bố mẹ, con đi học về ạ. Thế hôm nay đi nhận lớp mới như nào? Dạ bố ơi, cô giáo bảo nhá là con có phải con của bố Tú không mà nhìn giống nhau như hai giọt nước. Thì tên cô giáo là gì nhỉ? Cô Hoa. À, cô Hoa ngày xưa là giáo viên chủ nhiệm lớp của bố đấy. Ngày xưa bố đi học lúc nào cũng được học sinh giỏi xuất sắc, cho nên các cô nhớ đến tận bây giờ đấy. Không phải là như thế. Cô Hoa bảo là ngày xưa bố học ngu như bò ấy, toàn được 1-2 điểm thôi. Thì cái cô Hoa đấy, cái tính này rất hay trêu, mày đừng có tin. Mày bố chuyển sang lớp thầy Tuấn mà học nhá. Không được, thầy Tuấn là giáo viên chủ nhiệm cũ của tôi. Cho con sang đấy học mà nó biết ngày xưa tôi chuyên gia cúp học, ăn cỏ vặt để đun trong lớp. Tự nhiên thấy lo lắng về mã gen của mình thế nhỉ.